MV ca nhạc có số lượt xem gấp 5 lần dân số tại Việt Nam. Mình tin ai cũng nghe ít nhất một lần trong đời. Số lượng MV V-pop hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube vẫn đang tăng mạnh trong những năm gần đây. Con số dao động khoảng 500 triệu lượt xem chắc hẳn là cột mốc đáng mơ ước của bất kỳ nghệ sĩ nào trong nước và trên thế giới. Đăng tải lên YouTube vào 27 tháng 6 năm 2016, Bống Bống Bang Bang được trở thành một hiện tượng và ở bất kỳ các cấp từ mầm non tới tiểu học được ví như bài hát quốc dân dành cho trẻ em. Dù đã ra mắt cách đây 5 năm nhưng tới nay Bống Bống Bang Bang vẫn nhận được nhiều tình cảm đến từ khán giả, thiếu nhi lẫn phụ huynh.